Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel mình Rich the Vlogmer. Và ngày hôm nay mình sẽ đi lồng tiếng như một bộ phim Hollywood. Và để lấy vé là bằng cách là vợ tôi sẽ chở tôi đi làm trên chiếc xe màu vàng. Và nhân vật của tôi đóng lần này là Bumblebee, một nhân vật tôi rất thích, con quỷ mà nó nhiều ơi là nhiều á. Chắc là giống tính cách tôi cho nên là người ta đã chọn. Ôi, lần đầu tiên đi làm mà nó gần nhà, quá trời gần nhà. Đi chỉ có một cây số thôi là đã tới rồi. Nhanh ghê. Ôi, cái đường này nó sửa, tao nói từ cái lúc mà đang còn học đại học cho tới lúc mà giờ tôi đi làm nghề 10 năm mà nó vẫn còn sửa. Mới đầu người ta gọi tôi lồng tiếng, cái tôi tưởng là người ta cho tôi lồng mấy con mà nhân vật kiểu phản diện, phụ vụ. Nhưng mà đùng cái người ta nói chốt con Bumblebee thì trời ơi, người ta nói mê, chơi liền. Thì Transformer là một cái bộ phim mà rất là nổi tiếng từ lúc mà tôi còn học sinh sinh viên á. Đó, có Decepticon nè, có Megatron nè, đó, chiến đấu với nhau. Decepticon là hình như là bọn phe phản diện á. Decepticon còn khoảng 2 phút nữa là tới rồi. Anh đang sao là anh u quê quê. Đây là chỗ thu âm của chú Đạt Phi, là một chỗ thu âm của rất nhiều bộ phim nổi tiếng. Aladdin và cây đèn dầu. Woo. Captain America. Đây là con cái muỗng trong Toy Story nè, Cùng phụ bản đà. Và rất nhiều bộ phim từ các studio rất nổi tiếng của Hollywood. Không chỉ có phim hoạt hình không đâu, mà còn là những bộ phim điện ảnh, những bộ phim trên Netflix đồ nữa. Sao rồi, nãy giờ các bạn đã đếm được bao nhiêu bộ phim rồi? Hãy comment dưới bên dưới cho mình nhé. Lạy đấng Primus. Lạy đấng Primus. Steve quá cần câu rồi nên còn dư chỗ. Steve quá cần câu rồi nên còn dư chỗ. Không, không có chuyện đó. Không, không có chuyện đó. Không, không có chuyện đó. Không ai trên đời độc ác tới vậy. Kể cả Sentinel. 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 Gì vậy? Gì vậy? Giữa là Starscream, phải là Soundwave, trái là Soundwave. Hi, xin chào các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ là ngày thu âm thứ hai của mình. Bên đâu có, bên đâu có, bên đâu có chém đâu. Bên đâu có chém, mới vô nó dậy rồi. Anh ta sẽ không tha cho ai đâu. Chuyện dài lắm, để bữa nào kể cho nghe. Chuyện dài lắm, để bữa nào kể cho nghe. Wow, vậy là cũng đã tới ngày phim được công chiếu rồi các bạn ơi. Ngày hôm nay là ngày phim Transformer 1 sẽ ra mắt công chúng. Và mình sẽ là những người đầu tiên được xem. Mình lồng tiếng cái phiên bản của mình thôi, chứ mình cả bộ phim mình chưa coi. Mình hy vọng là mọi người sẽ xem bộ phim này và ủng hộ mình với lại anh Tuấn nha. Trời đất ơi mọi người ơi, không ngờ buổi premiere lại đỉnh và đông tới như vậy. Có rất là nhiều fan của Transformer đã tới đây. Và thậm chí là các bạn còn đem theo cả những figure nhân vật mà các bạn yêu thích nữa. Tôi chắc chắn là tôi sẽ phải kiếm một con figure Bumblebee Transformer 1 rồi đó. Còn ai có lòng thì tặng tôi cũng được.
là team của tôi. Tôi nè, dạ tôi nè. Anh Hiệp quản lý nè. Rick đang quay nè. Hà Ezio nè, Lóc nè, Evi nè. Anh Tuấn kìa, ga ghẹo anh Tuấn cái cày. Hay giật mình quá. Anh hay giật mình lắm mọi người. Là Optimus Prime mà hay giật mình, hay liệu. Anh Tuấn dài Optimus đó bạn. Đây mấy người mà phải giọng thổ thổ á là mới dài Optimus được đó. Nhìn không có gì ra Optimus chứ. Thấy chưa? Cứ làm ngầu ngầu á. Không, anh cứ làm ngầu ngầu á nhưng mà anh vô chi lắm mọi người. Quay quay. À vậy hả? Hãy qua kênh của tôi đi. Cực quá vậy, nhìn cực quá vậy. Trời, nguy hiểm lắm đó. Vậy hả? Thiệt. Mấy máy này là nó hơn mấy này luôn. Vậy hả? Vậy cuối cùng cái này cực quá vậy. Qua nhà giàu đó nhớ. Để qua con nít giữ ha. Con nít giữ. Phim các bạn ơi, hy vọng là các bạn sẽ có những buổi theo dõi Transformer One thiệt là vui, thiệt là hay. Coi bản Việt sub hay là bản lồng tiếng thì cũng được nha các bạn. Và hãy nhớ ủng hộ phim nha. Yeah.